Alo. Alo. Nhà anh ở đâu đây? Anh vẫn chưa có nhà nhá. Cứ kiên cho thơm tìm em. Bây giờ anh không có tâm trạng đùa nữa nè. Anh đang đi tìm nhà đây, anh vẫn chưa có nhà. Anh bớt xạo đi. Hình như em có thông tin là anh đã tìm được nhà rồi, ăn ngon, ngủ say rồi đúng không? Nè, nghiêm túc nè, nói nè, ngày mai á, mình chơi thi đấu không? Ai dậy sớm thì người đó sẽ là người chiến thắng. Tự nhiên ai dậy trước là sao? Dậy để làm cái gì chứ? Thôi mệt quá. Mệt quá đây này. Thôi bây giờ bên chỗ em có internet không? Anh bật FaceTime lên gọi điện nha. Hello, chú Tám luôn hả? Mới ăn cơm xong. Có nhà rồi mà nói xạo. Đây là chú Tư Cò. Con chào chú. Và cô Hồng. Cô Hồng là vợ chú Tư Cò. Thì cho anh tá túc qua đêm nay. Ngoài ra còn hậu đãi một bữa rất là thịnh soạn. Wow, đang ăn cơm hả? Ăn xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi tắm đây. Ừ, em cũng mới được ăn để em giới thiệu với anh. Đây là cô Cúc nè. Đó. Dạ, chào cô. Cô biết chú Tư đúng không? Ờ, cô biết không? Con Tư Cò ở đây nè. Tư Cò. Vậy hả? Có gì? Hàng xóm. Em ở nói đâu? Thấy không? Thấy không? Đây. Hàng xóm. Ngay bên kia luôn. Thấy không vợ, mọi người thấy em không? Ê, qua đây chơi. Rảnh không? Thôi, không được, nhà gái không có được qua nhà trai chơi vậy, kỳ lắm. Ủa nhưng mà lúc nãy em nói gì đó, ngày mai dậy sớm là tập thể dục là sao không hiểu? Tức là mình phải hẹn mấy giờ đó mình dậy mình tập thể dục chứ tự nhiên không có hẹn. Không có hẹn. Có nghĩa là ai mà dậy sớm thì người đó chạy qua nhà người kia thì là người chiến thắng rồi. Người thắng thì được hôn người thua. À, người thắng được hôn người thua hả? À, vậy thắng đó. Thua gì cũng vậy thôi à. Thì cũng hôn và được hôn thôi. Thôi về thôi, có gì nhắn tin nha. Có gì để sinh hoạt nhanh để cô chú còn ngủ nữa. Ok, em cũng phải đi tắm đi ngủ, ngày mai sáng 5 giờ nha. Ok, bye bye. Ok, bye bye, bye. Okay, bye, bye. Chúc ngủ ngon. Tối mình không dăng mùng chóc mũi lắm hả cô? Ờ, dăng mùng mới được. Dăng hơi mũi lắm. Dứa hôm nay, tới nay con ngủ ở đây. Con bị hồi hộp á cô, không biết sáng mai mình dậy lúc mấy giờ. Rồi, ok. Chắc là Tài cũng đi ngủ luôn để chuẩn bị các hoạt động ngày mai nha. Bye bye, tạm biệt. Mọi người ơi, Linh đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon.